thằn hầm sau khi làm đường nghìn tỷ. Hàng loạt nhà dân trên trục Ô Đông Mát, Nguyễn Khoái, Hà Nội dài 500m vừa mở rộng bỗng chui xuống thấp hơn mặt đường 1-2m. Dự án đường Vành Đai 1 đoạn Ô Đông Mát, Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được xem là con đường lập kỷ lục về kinh phí với tổng mức đầu tư lên đến 1.139 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đồng trên 1 mét. Đoạn đường nối từ đê Nguyễn Khoái xuống tuyến đường Vành Đai 1 có chiều dài 570 mét, rộng 50 mét. Để thực hiện dự án này, quận Hai Bà Trưng phải thu hồi 41.240 m2 đất tại 4 phường Đống Mát, Thanh Lương, Bạch Đằng và Thanh Nhàn liên quan đến 670 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Hiện tại, con đường sắp hoàn thành cho lưu thông cả hai chiều. Tuy có kinh phí kỷ lục và thời gian thi công dài hơn 10 năm, nhưng việc xây dựng tuyến đường không đồng bộ với quy hoạch nhà ở dẫn đến nhiều ngôi nhà của người dân bị giải tỏa, cắt xén nham nhở. Nhiều ngôi nhà bỗng dưng tụt xuống thấp hơn mặt đường 1-2 mét. Để có thể ra vào nhà mình, anh Vũ Đình Hoàng buộc phải bắc thang bằng những bao tải cát để lên xuống. Còn nhà ông Vũ Văn Bổng bỗng nhiên tụt xuống dưới mặt đường 2 mét, bậc thang xây tạm bằng những viên gạch xếp dở. Người già và trẻ con đi lại rất khó khăn, ông bỗng than thở. Lối vào nhà ông Bổng rộng chưa tới 50cm, xe đạp đi không lọt khiến 4 người trong gia đình ông phải đi gửi xe ở ngoài với giá 200.000 đồng một tháng. Nhà ông Thành bị thấp hơn nền nhà 60cm, ông cho biết bây giờ muốn cải tạo nền nhà cho phù hợp với con đường rất khó khăn vì phải xin giấy phép và tốn kém. Mỗi lần vận chuyển đồ đạc ra vào nhà, người dân như đánh vật. Một người dân cho biết ông rất muốn sửa lại nhà của mình nhưng việc xin giấy phép xây dựng rất khó khăn. Nhiều ngõ nhỏ nằm thấp hơn so với mặt đường mới, chủ đầu tư phải làm bậc thang và có đường dành cho xe máy lên xuống. Một căn nhà chỉ mới đóng cột nhưng đã có dấu hiệu bỏ hoang, lọt thỏm dưới mặt đường vài mét. Dây điện và cáp viễn thông nằm thấp ngang đầu người trên nhiều đoạn của tuyến đường.
Đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả Ngân cho biết đoạn đường Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái sẽ được thông xe trong tháng 6 để góp phần giảm tải giao thông cho khu vực này. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Duân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả Ngạn, đại diện chủ đầu tư cho biết sở dĩ có việc nhà dân thấp hơn mặt đường là do mặt đường trước khi làm tuyến đường vành đai 1 đã thấp hơn. Những trường hợp nhà dân biến thành hầm là bất khả kháng vì phải làm theo đúng cao độ do Sở Kiến trúc Hà Nội, Viện Kiến trúc để đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Chúng tôi đã có tham khảo và có văn bản gửi đến các hộ dân về việc cốt đường mới sẽ cao hơn từ 30 đến 70cm so với cũ, ông Duân cho biết thêm. Trước đó, các nhà thầu chủ đầu tư phải chia tuyến đường vành đai 1 Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái thành một bên cao bên thấp để đảm bảo không cao quá so với nhà dân hai bên đường. Tuy nhiên, sau khi làm xong nhiều đoạn, đặc biệt từ đầu đường Ô Đông Mác đến Lương Yên, nhà dân thấp hơn mặt đường từ 1 đến 1,5 m. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.